Kính chào quý vị khách hàng Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Hôm nay xin trân trọng kính chào quý khách hàng và gửi tới quý khách hàng một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn 2.2 sản xuất năm 2014. Hiện nay đang được chào bán với giá là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova bản E 2.0 số sàn 7 chỗ ngồi, được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 với giá 510 triệu đồng. Xe có màu bạc bản E 2.0 sản xuất năm 2014. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 510 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết về thân vỏ cũng như nội thất của chiếc xe cho quý vị được biết. Toyota thì với hai dòng là Vios và Innova được rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong những năm vừa qua, và đến hiện nay vẫn đang còn rất là được nhiều quý vị khách hàng lựa chọn cho cái sử dụng gia đình, nhu cầu đi lại của gia đình cũng như là kinh doanh dịch vụ. Với dòng Innova thì nó thiết kế rộng rãi. Innova được là một dòng xe thiết kế rất là rộng rãi và tiện dụng. Đồng thời máy móc thì đi mà cái máy của xe đi cũng khá là ok, không hỏng hỏ vặt và xăng ăn ít, cũng như là không đồ đạc thay rất là rẻ. Cho nên là đây là một trong những dòng xe, nói chính xác hơn là một trong hai dòng xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam trong những năm vừa qua, và hiện nay vẫn tiếp tục được sự tin yêu của người tiêu dùng. Chiếc xe này thì nó có 3 hàng ghế, và kể cả là từ ghế lái đến ghế hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì đều rất là rộng, đem lại cái cảm giác ngồi rất là thoải mái cho người ngồi trong xe. Kiểu dáng xe thì cũng khá là đẹp. Đồng thời nữa là các cái trang thiết bị trong xe cần thiết cho người sử dụng thì đều được Toyota trang bị cho chiếc xe. Chiếc xe này kinh doanh dịch vụ cũng rất là ok, mà sử dụng gia đình đi cũng rất ok. Thì cũng như là mình vừa nói là nó có những cái ưu điểm về mặt kỹ thuật thì xe đi chắc chắn, không hỏng vặt, đồ đạc thay thế rẻ, dễ sửa chữa và xe cũng không hỏng vặt. Còn về trang thiết bị cũng như là thiết kế của xe thì dài rộng cả bên trong và bên ngoài, đem lại cái cảm giác cho người sử dụng rất là ok, không bị gò bó. Những trang thiết bị cần thiết là đều có hết, vì vậy rất được ưa chuộng. Và cái giá thành của xe thì đặc biệt, giá thành của xe thì so với những dòng xe khác thì là ở một cái mức giá rất là hợp với túi tiền Việt Nam, của người Việt Nam. Thì với chiếc xe Innova sản xuất năm 2014 bản E số sàn 2.0 form mới thì hiện nay Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương đang chào bán với giá là 510 triệu đồng. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline 0855 966 966 để được biết thêm thông tin chi tiết. Mình vừa đã quay qua về thân vỏ của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết hơn về các cái trang thiết bị của xe. Thì xe được trang bị 4 la răng đúc, phanh ABS. Rồi là đấy là về bên ngoài. Thì các bạn có thể nhìn thấy là xe được trang bị 4 phanh ABS la răng đúc. Còn về cái nội thất bên trong của chiếc xe thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, túi khí. Innova thì nó chỉ được trang bị hai túi khí, một túi khí ở trên vô lăng và một túi khí ở bên đằng trước ghế phụ. Chiếc xe này đã được trang bị màn hình và camera lùi. Xe hiện nay còn đang ghế nỉ nguyên bản theo xe. Ghế nỉ nguyên bản theo xe và được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập ở trên trần đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đây là trần nỉ và vùng điều hòa, 3 vùng điều hòa của chiếc xe. Tất cả xe còn ghế nỉ nguyên bản hết,
này. Toàn bộ xe là còn ghế nỉ, toàn bộ là ghế nỉ nguyên bản. Ba vùng điều hòa độc lập, cho nên là những người ngồi đằng sau thì cũng không bao giờ sợ nóng cả, bởi vì là mát rất nhanh, bật lên cái là mát luôn. Ba vùng điều hòa. Đấy quý vị nhìn, màn hình camera lùi đã có rồi. Ghế nỉ nguyên bản. Quý vị nào thích nguyên bản thì cứ về cứ để nguyên ghế nỉ này. Còn nếu như mà quý vị muốn mà nó cái ghế nỉ này thì nó là ghế nguyên bản của chiếc xe. Nhưng nhiều người thì về muốn là bọc da cho nó, ví dụ như là có dây bẩn da, thì mình chỉ, nếu mà đã là da dây bẩn thì mình chỉ lấy cái rẻ ướt, rẻ ẩm mình lau cái là sạch ngay. Chứ còn nỉ này mà nếu như có nhà có trẻ em hoặc là vô tình mình làm đổ cái gì ra đây, mà nhất là dạng lỏng, thì nó thấm vào cái nỉ này thì rất là khó giặt sạch. Vì vậy cho nên là nhiều người thích sử dụng ghế da, nhưng mà tại sao là hiện nay mình vẫn không bọc ghế da mà mình vẫn để nguyên ghế nỉ? Bởi vì đây nó là cái nguyên bản của chiếc xe. Ghế da thì rất dễ thôi, ghế da thì chỉ khoảng độ tầm 2-3 triệu là mình có thể thay được một bộ ghế da mới luôn, bọc thêm một cái lớp da bên ngoài cho toàn bộ cái bộ ghế của chiếc Innova này thì chỉ hết 2-3 triệu thôi. Tùy theo chất liệu da, da đẹp và da xấu thì nó chỉ rơi vào tầm 2-3 triệu. Nhưng mình không thay, bởi vì là xe nhà mình là mua về thế nào bán thế vậy, không sửa chữa rồi cũng không mông má, không xì tút gì cả, cứ mua của người cần bán và bán cho người cần mua, mua thế nào bán thế vậy. Mình thứ nhất là nhà mình nhiều xe, thứ hai là mình cũng không thích làm cái kiểu đấy, bởi vì là dân bây giờ đi mua người ta cũng cũng muốn nguyên bản cái chủ trước đang đi như nào thì bán cho người ta như vậy, người ta thích như vậy hơn. Cho nên là mình không có bọc lại ghế da, mình vẫn để nguyên ghế nỉ đây. Cái ghế nỉ mới quý, cái ghế nỉ thì để cho người dân người ta đi mua người ta biết là à, xe này ghế nỉ có đang nguyên bản, xe nó đang nguyên bản 100%. Và nếu như về mà ai có nhu cầu thì tự đi bọc ra lấy thì người ta sẽ thích hơn. Cho nên là mình không bọc, mình vẫn để như vậy. Ở đây khi mà gập hai cái hàng ghế đằng sau, cái hàng ghế đằng sau cùng lên treo như này thì đưa lại cái khoảng cảm giác khoang cốp rất là rộng, rất là rộng luôn. Và chiếc Innova này mình có thể bỏ được đây, bỏ lên đây một chiếc Everest, một chiếc xe máy Everest để vẫn còn có thể có chỗ chứa đồ. Tại sao nhiều bạn bảo tại sao mà có thể bỏ được chiếc Everest? Mình nói luôn là một chiếc Everest bỏ lên chiếc xe này là đơn giản đối với mình. Quý vị có thể gập chiếc ghế hai cả, gập hàng ghế thứ hai xuống được nữa. Cho nên là quý vị cái, nếu như mà đi hai người mà muốn rộng rãi thì rất đơn giản thôi. Đi hai người mà rất đơn giản thôi. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đây. Đây mình gập hai chiếc, hai hàng ghế đều có thể gập lên như thế này. Đây ạ, hai hàng ghế đều có thể gập lên như thế này. Bên này mình gập nốt bên này cho quý vị xem nhé. Chiếc Innova này nó rất là tiện lợi ở cái chỗ đấy ạ, là quý vị có thể gập ghế xuống để mà tạo thành một cái khoang cốp rất là rộng luôn. Alo, anh đến đâu anh ơi? Vâng, vận tải hiện nay không còn anh ơi. Vâng, bán cho anh nhé, em đang là em đang quay xe cái. Vâng. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy khi mà quý vị lật thế này thì mình nói luôn là khi mà lật thế này thì mình bỏ vừa được một chiếc Everest và để còn lại chỗ là để được đồ thoải mái. Tức là một chiếc xe máy có thể chở trên chiếc xe này được, chạy vô tư luôn. Cho đấy là mình nói như thế để ý là sao? Là xe này nó rất là tiện dụng và rất là rộng rãi. Nếu như mà quý vị có nhu cầu mà đôi khi mình chở đồ chở hàng thì quá là rộng luôn. Đấy là một cái ưu điểm, cũng là một cái ưu điểm của dòng Innova này. Đây ạ, rất là rộng, cái chiều của nó phải tầm hơn 2 mét từ ở cốp đít này mà lên đến cái, khi cái hàng ghế kia lật lên thì nó phải 2 mét, hơn 2 mét một chút. Tầm 2 mét bỏ vừa chiếc xe Everest thôi, mình đã từng để rồi mà, để thường xuyên. Đấy thì về mình nói qua về chiếc xe như vậy, xe được trang bị gạt mưa sau. Rồi là đây là form mới rồi. Thế còn bây giờ mình sẽ quay về cái kỹ thuật của xe. Thì xe được trang bị hai túi khí, 4 phanh ABS, la răng đúc, màn hình camera lùi, 3 vùng điều hòa, gương kính chỉnh điện, cụp điện. Còn bây giờ mình sẽ đi về kiểm tra keo chỉ của chiếc xe. Thì keo chỉ của chiếc xe này là đây ạ, đây là cánh
cánh trước bên phụ, cánh trước bên phụ đây là keo chỉ ok quý vị nhé, là keo chỉ còn nguyên. Đây là cánh sau bên phụ, cánh sau bên phụ đây keo chỉ cũng còn nguyên. Rồi bây giờ sang chuyển sang cánh sau, ở đây mình chuyển sang cái cốp đít. Đây là đinh tán của cốp đít còn nguyên đấy, các bạn có thể nhìn thấy đinh tán còn nguyên. Bên này đinh tán cũng còn nguyên. Tiếp đến là phần keo chỉ, đây ạ, chỉ nguyên hết nha quý vị nhé, chỉ nguyên, chỉ nguyên zin nhé. Ốc cốp cũng, ốc cốp đít cũng còn nguyên ạ, chưa mở. Ốc cốp đít đây còn nguyên chưa mở. Bây giờ mình sẽ đi đến cánh sau bên lái, chỉ của cánh sau bên lái đây ạ, chỉ của cánh sau bên lái còn nguyên quý vị nhé, chỉ cánh sau bên lái cũng còn nguyên. Và chỉ cánh bên lái đây, chỉ cánh bên lái đây cũng còn nguyên đây. Bây giờ mình sẽ đi vào đến chi tiết khoang máy, nội thất thì mình quay lại cho quý vị xem một lần nữa. Nội thất ghế nỉ nguyên bản đây, vô lăng cần số đẹp, táp lô đây, táp lô táp ly đẹp quý vị nhé. Xe được chào bán với giá là 510 triệu đồng ạ. Đây là khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc Innova 2014. Mình đang quay cho quý vị xem đây. Innova số sàn bản đủ năm 2014. Về cái phần chỉ cabo, chỉ cabo thì quý vị có thể nhìn thấy chỉ cabo nguyên, chỉ cabo nguyên ạ. Rồi là ốc cabo còn nguyên chưa mở, ốc cabo còn nguyên chưa mở đây ạ. Đây quý vị có thể nhìn thấy máy số, rồi là ốc ác ở máy, rồi khoang máy đinh tán, toàn bộ đinh tán, rồi là các cái ụ đây, các cái phần này, phần về kết cấu của xe là đều còn nguyên hết, không có một vấn đề đâm va tai nạn gì đây. Máy khô, máy móc khô ráo sạch sẽ. Quý vị nhìn thấy chưa? Vâng ạ. Vậy là mình đã quay cho quý vị xem về chiếc Innova bản E số sàn, sản xuất năm 2014. Động cơ 2.0. Chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2014 hiện nay đang được chào bán với giá là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô Cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 ạ. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi trải nghiệm, chạy thử chiếc xe này. Riêng về xe thì mình ngoài xem xe ra, mình phải chạy thử, xem xe, kiểm tra xe về thông số, tất cả các thứ về thông số kỹ thuật. Đấy là mới kiểm tra nguội thôi. Còn kiểm tra là kiểm tra, còn phải cả kiểm tra về xe vận hành nữa, phải kiểm tra về cái vận hành của xe nữa. Thì nếu như mà xem xe mà chỉ xem không chạy thử thì sẽ không biết được về phần máy số gầm bệ cũng như là các cái mọi cái chức năng của nó hoạt động như thế nào. Cho nên là quý vị đi mua xe thì hãy xem xe xong rồi chạy thử cái. Ok, máy nổ Innova thì có một cái đặc điểm là tất cả các chiếc Innova khi nổ máy khởi động thì máy nó sẽ
gọi là mình nói là hơi gầm lên một chút để cho nó bơm dầu. Để nó bơm dầu, nó tưới hết dầu lên toàn bộ máy. Sau khoảng độ tầm 10 giây đến 30 giây thì là xe nó sẽ nổ êm trở lại. Tất cả chiếc Innova nào cũng thế, khi mới khởi động thì máy nó sẽ rồ lên một tí, mình gọi là rồ máy lên một tí, tiếng nó sẽ nổ ầm lên một tí, sau đó khoảng độ 10 đến 30 giây thì nó sẽ giảm xuống trở lại êm như bình thường. Chiếc xe này thì máy nổ như vậy là đây ạ, sau khi máy nổ ổn định thì nổ rất là êm. Quý vị có thể đấy là máy nổ rất êm. Mình vào xuống nguội xem nào. Ok, xuống nguội rất là nhẹ quý vị nhé, cửa số rất là ok, số má rất là ngọt. Đấy là mình đang đi nguội thôi, còn tí nữa mình đi chạy thì mình sẽ cảm nhận thêm. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, số nguội ok. Bây giờ là mình sẽ vào xuống mình chạy. Thì xe được trang bị màn hình camera lùi rồi. Xe hiện nay đồng hồ DOD đang hiển thị là 7.8 vạn. Xe sản xuất năm 2014, tức là đến nay được 5 năm rồi, gần 5 năm rồi, cứ cho là 5 năm đi. Thì là chạy 7.8 vạn, là mỗi năm chạy khoảng độ tầm hơn 1 vạn. Tức là như vậy là ok bạn nhé. Xe thường thường là xe 1 năm là nếu ai chạy ít thì tầm 1 vạn, mà chạy nhiều, chạy ít thì tầm 1 vạn, mà chạy nhiều thì tầm 2 vạn. Đấy là mình nói luôn, là xe là nếu như ai chạy ít thì tầm 1 vạn một năm, mà ai chạy nhiều thì khoảng độ tầm 2 vạn một năm. Đấy là xe sử dụng gia đình, chứ mình không nói chuyện ra xe dịch vụ thì họ có chạy chạy nhiều hơn. Vâng, bây giờ mình bắt đầu sẽ cùng với các bạn để trải nghiệm chiếc xe này. Ok, mình đề 3, xe rất là bốc quý vị nhé, đề 3 xe rất bốc. 2.0 cho một chiếc Innova thì máy không quá to và không quá nhỏ, đủ để tải chiếc xe này. Thì chiếc xe này là máy số máy êm, bốc, số ngọt, côn nhẹ, lái nhẹ, trợ lực lái rất là nhẹ luôn. Này, quý vị có thể nhìn này, trợ lực lái rất nhẹ luôn. Trợ lực lái nhẹ, rồi là số ngọt, côn nhẹ, côn số ngọt ngào, gầm bệ. Tí nữa sẽ đi vào chỗ đường sóc để kiểm tra gầm bệ nữa. Máy êm bốc, gầm bệ thì như thế là ok, không có một cái tiếng gì lọc sọc cả. Gầm bệ rất là chắc chắn. Chiếc xe này Dũng Audi ô tô của Hải Dương hiện nay đang chào bán với giá là 510 triệu đồng. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline 0855 966 966 để được biết thêm thông tin chi tiết. Cũng như là liên hệ để xem xe. Bây giờ mình sẽ đi vào một cung đường rất là xấu. Quý vị nào biết thì cái cung đường thường Dũng Audi thường thường thử xe, có một cái cung đường rất xấu, toàn ổ voi thôi. Đấy, toàn ổ voi, quý vị nhìn thấy độ lắc của xe thì quý vị biết. Gầm bể thế là ok chắc chắn. Chiếc xe này với giá 510 triệu đồng thì là một lựa chọn rất là tốt. Mình không nói là ấy, bởi vì mỗi người có một cái nhu cầu sử dụng riêng, cũng như là mỗi người có một cái khả năng tài chính riêng. Nhưng với giá 510 triệu đồng để mua về sử dụng cho gia đình, hay là sử dụng nhu cầu đi cho đi lại cá nhân, gia đình, hay là bạn nào làm dịch vụ, thì với lựa chọn của chiếc Innova 2014 bản E số sàn 2.0 này là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì xe chở được 7 người, chỗ ngồi rộng rãi, rồi là trang thiết bị đầy đủ, cũng như là xe không hỏng vặt, đồ thay thế rẻ, ít phải bảo trì bảo dưỡng, và nếu có bảo trì bảo dưỡng thì cũng rất là rẻ tiền. Đấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp Dũng Audi ô tô của Hải Dương, số hotline 0855 966 966 để được xem xe, chạy thử xe và kiểm tra xe. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành ủng hộ Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Quý vị hãy vui lòng bấm nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm một nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để cho nó hiện lên quả cái hai cái dâu ở trên đầu quả chuông. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được những cái thông báo về những video clip mới
chiếc xe mới về cũng như là Dung Audi ô tô cũ Hải Dương báo giá trực tiếp. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng tri ân những quý khách hàng đã thường xuyên theo dõi ủng hộ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin trân trọng kính chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.